Chào tất cả anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một mặt hàng mới về nữa, đó là cái mẫu đèn pin Bolix made in Japan, mã T08. H352 T08. Một mẫu siêu phẩm đèn pin gồm 11 chức năng, rất là tiện dụng cho anh em trong công việc, để anh em đi phượt, đi dã ngoại picnic, hoặc là để dùng để phòng sự cố. Trong này nó có những chức năng mà rất đặc biệt mà mình muốn giới thiệu với anh em. Đầu tiên đó là về phần tính năng đi, sử dụng đi. Đó là tính năng sử dụng năng lượng mặt trời, solar charge, có nghĩa là dùng năng lượng mặt trời để nạp pin. Có nghĩa là khi anh em không sử dụng, anh em cứ để ngồi ánh nắng hay bóng râm, nó sẽ tự sạc pin cho cái đèn pin này. Đó. Chức năng thứ hai đó là chức năng, nó có chức năng phá kính thoát hiểm và chức năng cắt dây thoát hiểm. À, về cái tính năng chiếu sáng của nó thì cái mẫu đèn pin Bolix này nó có 3 chế độ. Đầu tiên là chế độ chiếu sáng xa. À, cái mức độ chiếu sáng của cái đèn pin này nó tầm 70 m nha anh em, 70 m đến 100 m lận. Nó có 3 chế độ. Đầu tiên là chế độ chiếu sáng xa, chiếu sáng mờ, chiếu sáng cảnh báo, để cảnh báo báo hiệu khi ta đang ở vị trí nào đó xa mà không ai thấy, ta nhấp nháy như thế này là báo hiệu. Và chức năng thứ hai là chức năng chiếu sáng sửa chữa đó. Anh em cứ bấm giữ như thế này 3 đến 5 giây, nó sẽ chuyển qua chế độ chiếu sáng sửa chữa mờ. Và chế độ thứ ba là chế độ cảnh báo cứu hộ. Đó, ánh sáng cứu hộ để khi mà ta dùng vào sự cố, như ta đi đường xa xe bị hư hỏng rồi đó, nó sẽ báo hiệu là xe đang bị hư hỏng sự cố để người đi đường họ thấy. Trong này nó thiết kế tổng chiều dài của cây đèn pin này là 20 cm, và nó dài 20 cm, và nó phi nó là 32 nha anh em, 32 34 đó. Có một tính năng mà nhiều anh em hay hỏi mình, đó là nó có chống nước hay không. Bữa nay mình sẽ review trực tiếp cho anh em thấy luôn, đó là nó chống nước được. Mình sẽ trực tiếp cho anh em thấy ha. Bây giờ mình đang chiếu sáng, mình bỏ vào thau nước cho anh em xem. Đây đó, hiện tại là mình đang bỏ vào thau nước cho nó tầm 10 giây đi, vẫn sử dụng bình thường nhé anh em. Đó, tiêu chuẩn chống nước khá cao, anh em không lo lắng khi mà quá trình anh em đi mưa hoặc là bị rớt dưới nước, không hề bị cháy với đèn pin nha anh em. Đó, tất cả chức năng đều hoạt động bình thường, rất là hoàn hảo.